Chơi lớn gì ta? Làm gì lỗi cổn lại chạy vậy nè? Nấu ăn. Bạn bè quý lắm á, tao mới nấu đồ ăn cho tụi bè ăn đó nha. Quý lắm, tao cũng mới ngồi đây. Nấu ngon không đó? Mì xào, rau muống xào. Mà coi như nhìn như đồ thừa trời. Cá xào không phải đồ thừa đâu. Mà là đồ ăn dư á. Mà là đồ ăn dư á. Để bây giờ nhà không có ly thôi, uống lon luôn, khui đi. Khui đi chị. Chơi. Vô. Vô. Vô khui, khui với nhà. Trời ơi, nhà hơi xinh lắm. Trời ơi, thằng Hiếu nó xì bọt hơn tôi nữa đó. Trời ơi, vô. Trời ơi, thơm quá trời thơm. Trời ơi. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là củ su hào. Anh em mình là cái gì thế? Anh em mình là một cái ghế. Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là củ khoai tây. Anh em mình là cái gì vậy? Anh em mình là lũ mất dạy. Là lũ mất dạy. Dẻo thì mày. Dạ. 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 Trời ơi, con gái mà cũng một kết. Có đâu? Vô. A few moments later. Có. Ôi trời. Ai út trời ơi, đồ một kết. Vậy, tính. Trời ơi. Ê. Trời ơi, đồ một kết mà nó uống một hớp là nó xỉu liền. Nhớ. Không đẹp lắm. Hả? Nhưng mà lon bia này vẫn ngon, cho nên tao vẫn uống. Trời ơi. Dạ. Đó. Mày vô lâu bên đây vậy mày say rồi Hiếu. A few moments later. Cái gì? Muối hả? Xong đừng có hát hò múa may gì quá, ai đâu làm vậy tụi lao. Đúng rồi, mình con gái mà không có được làm vậy nha. Nãy giờ không vậy đâu, lo gì vô. Mấy người như vậy là tao thích. A few moments later. Yêu em xoay tờ.
Không uống luôn. Không hề uống bia luôn. Mà tại bia kiểu như bia cũng thơm cũng không dễ uống á. Giờ lại mày bạn tốt tao mới uống á. Chứ tao gái nữa ai đâu mà uống bia. Không biết uống bia luôn hả? Không có biết. Trời uống ngon này. Ngon ngon quá. Uống vô khó chịu lắm. Gì mà tình bạn. Đó giờ tao có uống bia đâu. Hết rồi. Ừ. May mà không biết uống bia á. Ừ. Ừ. Chứ mà biết uống bia rồi bia nào chịu nổi. Vô. Làm đàn ông á là phải vững chãi. Chỗ khác người khác dụ vô. Cho dù mình cút công con người cũng phải vững chãi. Ừ. Làm cho vừa cho người khác. Ừ, không có thể nào mà lúc nào cũng dụ dẫm với người khác được. Đúng rồi. Vô. A few moments later. Vô. Lắp đồng miếng mì. Tiểu mũi. Chắc tỉ một miếng mì. Ừ kìa. Thôi. Tôi kêu tiếng đàn mà tiếng đàn. Tiếng tiếng dân mũi. Đỡ, đỡ mũi vậy. Cho lại một phần tiếp mà. Đừng mày. Tao thấy mày là được lắm đó. Trong một nhóm này là chỉ có một mình mày là thẳng tôn đó. Cố lên. Mê gái được chứ. Mê gái một ngày. A few moments later. Tao quên nói với mày. Con Uyên á, nó thích mày á. Hả? Ừ. Ôi, không chịu đâu. Ôi, không chịu đâu. Hả? Tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền má. Ai út mà. Sao mày nói đàn ông mê gái sắp cưới vợ. Vô. Cái tay cũng dánh. Cũng không có gì lạ hai cậu, chưa muốn mày đã say mà. Hai cậu có chỉ có lon bia Việt này thôi thì cũng... thì 10 ngàn nhưng mà nó cũng xịn thì mình mua mình đãi hai cậu. Okay. Nhưng mà ngon đó nha chứ không phải dở đó nha. Okay. Mình biết mà mình mua mà. Ai út mà. Mình nói hồi cái mình tưởng mình mua, xin lỗi cậu nha. Vô. 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 Sức khỏe mọi người. Bạn mình. Ừ. Thấy cậu lâu ngày mới gặp. Trời ơi cậu này uống trước vô. A few moments later. Gì đó con chó? Gì đó con chó? Gì đó con chó? Nhìn cái gì đó nè con quỷ. Vô. Không sao con về nha mấy cha. Ừ. Khoan. Gì đó Hà? Cái này nước ngọt đó. Hà mua một thùng bia tới. Hai bạn ngồi uống bia. Hà uống nước ngọt. Có gì đâu Hà vẫn giả bộ xỉn được mà. Có gì đâu Hà vẫn giả bộ xỉn được mà. Run. Đi. Rồi con cá nó uống đi. Bắt vào đây, cầm đi. Rồi con cá nó uống đi. Bắt vào đây.